1 2 3 Rồi. Rồi Hải quá nhanh, xin mời Hải lên sân khấu. Đó. Người ta nói Hà Nội không vội được đâu, nhưng mà đây 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 là người rất vội nha mọi người nha. Không, anh ấy không té, anh ấy giả bộ té. Bởi vì là lỡ vấp phải cái sự xinh đẹp này. À, rất là hợp đó, tính đòi đó. Xin mời tấm hình đầu tiên dành cho Hải. Wow. Cái hình ảnh là lúc mới yêu nè. Đó. Rồi bây giờ Thiền sẽ là người chụp nha. Xin mời hai bạn. Dạ. Mình phải nhấc gót chân lên đúng không? Chuẩn bị nha. 3 2 1 nhớ giữ nha. Đây là lúc mới yêu của hai bạn. Đây, Trinh sẽ chờ cho tấm hình này nó hiện lên và mình rồi, thấy được. Trong thời gian chờ chúng ta sẽ đến tạo dáng thứ hai. Tấm luôn. Hình thứ hai là lúc yêu nhau một thời gian rồi. Anh này hơi nhạy cảm nha. Đây, okay. Một thanh sô cô la dài dài như thế này đó, để cho cả hai bờ môi không chạm vào nhau. Khi nào sẵn sàng thì nói anh nha. Ủa, ngậm như nào vậy? Một, hai, ba. Giữ lâu lâu nè mọi người, giữ lâu lâu nha. Em nên chỉ đến tới tầm dây nha. Một, hai, ba. Hãy nhìn mốt nha đi nào. Rồi, ok. Lúc đầu chương trình coi màn ảnh ở trong phòng và bước ra ngoài thì em thấy kiểu như là anh tới đây không phải mục đích là tìm người yêu. Trời ơi, Thiền chụp cũng đẹp lắm chứ bộ. Đây. Rất dễ thương. Đó, đây. Nãy giờ là ở trên này vui lắm, bốn người kia nhột lắm rồi. Mời em về vị trí của mình, đợi bạn tiếp theo ạ. Cảm ơn Hải nhiều lắm. Rồi, tiếp theo sẽ là ai đây? Điền đi ha, mời em. Và đây là tấm hình mà hai bạn phải thực hiện cho giống để chúng tôi có thể chụp hình cho hai bạn ạ. Xin mời. Trời ơi, cái này là mới yêu nha mọi người, đang là sập sình đi chơi với nhau. Em màu cam cho, em màu cam cho. Rồi, bạn nữ hướng dẫn bạn nam tay nha. Tay trái, tay phải nó cũng phải đúng đó nha. Cái này gọi là cái lớp học gọi là diễn xuất về cơ thể nè. Đúng rồi. Trời ơi, chỉnh giùm cho rồi, nhau. Rồi, hai bạn ghét được không? Chuẩn bị nha. Mình có 5 giây bắt đầu nha. 1, 2, 3, 4, 5. Xin mời, Chí Thiện. Rồi, bức ảnh chúng tôi đã xong. Đây, quá dễ với các bạn đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tới cái này mới hấp dẫn nè. Cái này mới là đang trông đợi nè. Tạo dáng thứ hai nè. Xin mời. Cổng nhẹ trên lưng nha mọi người. Rất là Hàn Quốc cổng nha. Cổng nhẹ trên lưng. Xin mời Điền. Bây giờ em cổng cho. Cổng cho. Em được luôn em. Trời ơi. Đó là cá tính của nhân vật chính của chúng tôi. Thôi mọi người, chúng tôi tôn trọng điều đó nha. Thử nha. Cứ thoải mái nè em. Đây là người phụ nữ. Yeah. Trời ơi. Anh chụp luôn nha. Trời ơi, quá dữ rồi Ngọc ơi. Rồi xong. Rất mạnh mẽ nha mọi người. Có một sự mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Ừ, cá tính nhất định. Cá tính. Đó giờ em chưa có được yêu cho nên được hai người gần với nhau em thấy rung động. Và đây là cái khoảnh khắc mà cô gái nhỏ nhắn của chúng tôi trở nên rất mạnh mẽ. Xin mời bạn giữ bức hình này. Tiếp theo sẽ là Minh đi ha. Nãy giờ. Nãy giờ là một nước mắt sau hai nụ cười đấy anh. Người trên này cười, ở dưới em khóc. Đâu, ở dưới rồi em thấy sao? Nuốt ngược nước mắt luôn. Nuốt ngược luôn. Đúng rồi. Vào trong. Đau đớn. Đầu. Nhân vật chính của tôi mà sao mọi người làm gì làm quá vậy? Trời ơi, dễ thương quá. Dậm luôn rồi. Ê, vui rồi anh, vui rồi. Nãy giờ tôi thấy... chạm nhẹ vui rồi. Nãy giờ thấy nhân vật nữ của tôi á, cũng thả dữ lắm nha, chứ không có hiền đâu nha, gặp ai cũng thả ha. Bây giờ sẽ đến cái hình tạo dáng đầu tiên dành cho xin hai mời. Bạn. Rồi. Rồi bây giờ ai sẽ là người đứng và ai sẽ là người quỳ xuống? Em đứng chờ. Đúng rồi. Rồi ok. Không okay. Công vậy chưa đủ, công xuống nữa. Xuống luôn. Công xuống ở quan. Đúng rồi. 1 2 3. Rồi. Nãy giờ thì hai bạn kia là một là cổng rồi, hai là ăn sô cô la rồi. Và đây là hình tạo dáng của em. Sửa cravat. Ôi trời ơi, bây giờ là sẽ là trao ánh mắt nhìn nhau. Em mình chơi lớn đi, em dùng cravat đi. Anh mà giống được bạn nữ kia mà em giống được bạn nam kia mới hay nha. Dạ anh thắt dây nha. Đúng rồi. Giống rồi đó. Hai người nhìn nhau. Một hai cách người nhìn nhau nha. Đầy trìu mến.
Rồi, 3, 2, 1. Em à, ông trời đã bảo với anh rằng ngày hôm nay chắc chắn anh sẽ gặp được chân ái. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong hai tấm hình. Anh nghĩ là hai đứa nên mỗi đứa mới giữ một tấm, ít nhất cũng là kỷ niệm. Dạ. Chưa gì là chúng ta có kỷ niệm rồi, anh nghe anh sợ quá. Kỷ niệm ngày cưới chẳng hạn. Dạ, hai đứa tự tin vậy là được. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn Minh. Tiếp theo, xin mời Huy. Nãy giờ cái anh này là cái anh mà gọi là nhoi nhất từ đầu đến giờ mà để cho anh ngồi yên nãy giờ. Sao? Có đau tim không? Dạ có, em thấy ghen tị ạ. Em ghen tị đúng không? Dạ vâng ạ. Lại trời cho một cái gì đó để mấy người kia ghen tị lại chơi. Xin mời. Mọi người ghen tị với em lắm. Cái hình này khó lắm. Dễ thương nè. Ngọc sẽ là bạn nữ bạn máy cam nha. Còn Huy sẽ là người xuống đây. Rồi. Giữ thẳng người nha. Ok, nhà ở nhà có hết đất không em? Dạ không ạ. Không hết đất. Ôi thôi vậy anh ráng anh chụp lại lẹ. Chọn khung đó. Rồi, 1, 2, 3. Rồi. Rồi. Ok, đã có rồi. Ok. Trong lúc đợi bức hình hiện ra thì chúng ta cùng nhau hướng lên màn hình để xem coi là động tác thứ hai mà hai bạn phải thực hiện nó sẽ gần gũi nhau như thế nào. Xin mời. Một cái ôm rất là tình cảm. Dựa vào bờ vai vững chãi của anh ấy đi ạ. Một cái chuyện rất là nhẹ nhàng thôi nhưng mà nặng trung lắm. 3, 2, 1. Rồi, quá dễ thương. Ôi, thẳng quá nè. Tạo dáng rất là thẳng, rất là đẹp. Rất là vừa khung hình. Mà phải một tràng pháo tay dành cho photographer chúng ta. Cảm ơn mọi người. Chập đổ mồ hôi luôn mọi người ơi. Cảm ơn mọi người. Tôi đổ mồ hôi thì tôi cũng không giống như là Long. Nãy giờ, hồi nãy Long từ một trạng thái rất là cười rất tươi. Bây giờ mặt hơi bầu. Sao vậy? Tới rồi em rồi đó. Tới rồi, em lên tới đi. Rồi Long ơi. Tới rồi Long ơi, xin mời Long. Thời tới rồi, thời tới rồi em ơi. Rồi, bây giờ sẽ là tạo dáng của hai bạn. Trái tim, trái tim. Cái này là trái tim lớn, rất đơn giản. Trái tim lớn nha. Rồi, 3, 2, 1. Wow. Tấm hình này quá dễ thương luôn, tạo thành một trái tim quá dễ thương luôn hai bạn ơi. Có thấy đủ gần chưa Long? Chưa. Chưa đúng không? Đúng. Bây giờ để coi là cuối cùng này tấm hình nó sẽ gần gũi và nó sẽ làm mối tình trải qua bao nhiêu thời gian rồi ha. Đó. Ok. Đó. Hợp lý, hợp lý. Tóc, bút tay rồi nha. Vậy, rồi vô. Khoan nha. Rồi. Đang trong mái tóc. Long đang trong mái tóc. Đang trong ngón tay mình đang trong mái tóc. Đúng rồi, đó, đang. Tôi thấy giống như là đó. Trời ơi. Mặt rồi. Mình rất cần có một bạn nữ có thể quan tâm và chia sẻ những cái cảm xúc của mình ngoài cuộc sống bình thường. Cảm xúc của Ngọc như thế nào sau khi mà trải qua những cái sự nên gần gũi hơn với các bạn? Sau 10 tấm hình em đã chụp tới 5 bạn trai ở đây thì em thấy hơi rung động. Dạ, hồi hộp. Chứ cái chương trình này có sớm hơn là nhiều người ế thác ế lắm. Thôi bây giờ mình nói nhiều mình cũng không có thể nào nói bằng cái lời nói của trái tim đâu. Đúng không? Thôi thì Ngọc ơi, tới lúc mình phải quay lưng lại rồi. 5 chàng trai của chúng ta sẽ là một cơ hội cuối cùng để mình thả cái tần số trái tim của mình đối với Ngọc. Xin mời thời gian dành cho 5 chàng trai của chúng ta nha.